ngoài hai cơ ngơi chục tỷ, Lý Hải Minh Hà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ không đếm xuể. Chăm chỉ làm việc và có lối sống giản dị trong hơn 30 năm, Lý Hải cùng Minh Hà đã tích lũy khối tài sản cực khủng chuẩn đại gia ngầm trong làng giải trí Việt. Vợ chồng Lý Hải cùng các con từng sinh sống trong ngôi nhà ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trị giá lên đến 40 tỷ đồng. Căn nhà này còn có vị trí mặt tiền đắc địa, 3 tầng và có 7 phòng ngủ, nội thất bằng gỗ cao cấp. Tuy nhiên, đến năm 2019, vợ chồng Lý Hải quyết định dọn về ở tại ngôi biệt thự sân vườn bề thế ở vùng ngoại ô để các con có thêm nhiều không gian vui chơi và sinh hoạt. Biệt thự hiện tại của Lý Hải có 3 tầng, thiết kế hiện đại và ưu tiên nhiều cửa kính để lấy ánh sáng tự nhiên. Đồng thời, xung quanh nhà, nam đạo diễn còn tự tay trồng hoa và cây trái như một người nông dân chính hiệu. Vợ chồng Lý Hải thiết kế phòng khách rộng, ít nội thất để các con có không gian vui chơi, gia đình sinh hoạt hoặc là nơi tụ tập những người bạn vào những dịp đặc biệt. Khu sân vườn trong biệt thự này còn có hồ bơi rất sang trọng. Nhiều người cho rằng cơ ngơi mới của Lý Hải phải lên đến giá hàng triệu đô vì quá khủng. Hiện tại, hai người là chủ của 4 công ty về các lĩnh vực như sản xuất phim điện ảnh, bất động sản, kinh doanh bình chứa xăng dầu, chứa nước và một công ty phân phối mỹ phẩm. Ngoài ra, Lý Hải còn sở hữu biệt thự hơn 40 tỷ, mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông, xế hợp tiền tỷ và hàng loạt đồ hiệu xa xỉ. Mới đây, người trong giới ước tính doanh thu trung bình một phần phim của series Lật Mặt mà Lý Hải làm đạo diễn sẽ thu về hơn 100 tỷ đồng. Đây là con số khủng mà nhiều người trong nghề ao ước. Dù có khối tài sản đồ sộ nhưng vợ chồng Lý Hải luôn sống giản dị. Minh Hà không ăn diện đồ hiệu mà chỉ mặc trang phục lịch sự đơn giản mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Vợ chồng nam đạo diễn cũng ít khi đăng ảnh khoe tậu đồng hồ, siêu xe hay túi dài hiệu trên trang cá nhân.